Sẽ tiếp tục về đo. Chắc hẳn anh em còn nhớ mấy cái content đo siêu khó của tôi chứ hả? Lúc đó tôi chơi cái chế độ đo siêu khó là trong cái phiên bản cũ thì cũng có phá đảo rồi, nhưng mà bây giờ là game nó khó hơn rồi, cho nên là trong video này tôi muốn dùng cái mod đo siêu khó để tôi chơi trong cái đo mới này, hay còn gọi là cái đo hotel này nè. Để tôi coi coi là nó khó đến chừng nào. Tôi nghĩ là nó khó dữ lắm á. Tại vì ở cái phiên bản cũ á, cái chế độ siêu khó chơi nó rất cực. Còn bây giờ ở cái phiên bản mới của đo nè, mà thêm cái mod đo siêu khó vô nữa thì chắc là khó dữ lắm ấy. Mày nghĩ khó không? Khó chứ, đã update rồi còn impossible nữa, khó lắm. Khó dữ luôn á. Sợ small smiler. Cái con đó nó có trong đo mới luôn á. Cái con đó tên là Duff á. Duff. Nó nằm trong cái phòng mà có hai cái cửa. Ê! Dạ. Ủa? Không gì, vô lấy chìa khóa đi. Thôi tao lấy rồi. Màu đen vậy? Hồi nãy tao quay qua tao mới giật mình. Tao tưởng thằng nào nó đeo theo người tao. Hồi nãy đúng giật mình luôn á. Trời ơi, tao làm sao đô rồi đó. Này là mình test lại đô siêu khó thôi. Tại vì giờ đô mới rồi. Đô hotel. Có gì mới không? Nãy giờ thủ lúc biết rồi đó. Thì có cái hành giá là mới đó. Lúc nào cũng thủ lúc biết trong người hết. Ôi sao kim mày nó đen thui vậy Khang? Tao còn không biết. Giờ tự nhiên cái biết làm sao đô này nè. Có không? Ảo thiệt chứ, có lên đi. Rốc vui vậy. Rốc vui lắm. Cái con Smiler là cái con xuất hiện ở cái căn phòng mà giả phòng thật á. Thấy không? Con Smiler là con đó tên là Duff. Ủa chứ không Smiler. Không biết nữa, trong Impossible Mod nó tên là Smiler, nhưng mà còn trong đo chính nó tên là Duff. Đây, đây là tích hành giá, tao tích hành giá xin rồi tao trị Smiler cho. Tao sợ chưa tới phòng 50 nó chết rồi. Lấy hộp quẹt đi. Sợ tới phòng 50 chưa gì chết rồi á. Rất là sợ luôn à. Đèn chết bình thường. Cửa trên nha, cửa trên. Núp. Đỏ. Đỏ. Rồi. Đúng rồi đó, đỏ siêu giờ. Khó đó. Ủa nếu vậy ở cái phòng 90 trở đi á là con red là màu đỏ hết luôn hả? Hình như vậy quá mà. Thường tại... thấy màu sắc nó không có đặc biệt. Tạc sơn lên, Free Fire. Lửa chùa. Tao tạc màu đen rồi nè. Đèn thui luôn. Có lấy shadow, ok. Có lấy shadow, tao cũng không ngờ tao hành vậy luôn chứ. Mạng này bị đứt cáp á. Mạng cáp hành vậy nè. 19. 20. Dạ con Myler đã mệt rồi, Ambus giờ nó còn mệt hơn nữa. Lục bích đi. Lục bích luôn hả? Có gọi liên lạc. Ôi trời ơi. Bởi tao nghi cái lắm này à, cái này là bên mày. Không, để tao loot lần hai bên lận. Rồi. Có một tủ rồi Khang ơi, có một tủ thôi đó. Chạy lên đi. Có thánh giá không? Chứ đối đầu không lại đâu. Trời ơi, phòng rảnh. Rớt gì vậy? Rớt đỏ. Còn Smiler đó. Không có đâu. Tin tao. Chắc không? Chắc. Mày chắc không? Chắc. Mày đâu? Tao nè, đang lượm hình nè. Chắc rồi, đứng đây cầm hình rồi. Vậy chứ đèn chớp gì ghê vậy? Vô tư. 24. Ủa hồi nãy tao thấy đèn nó chớp ghê lắm mà không có Smiler hả? Từ từ đứng yên. Công Blink. Đợi xíu. Giật khắp mình. Nhanh. Rồi. Trời, hồi nãy đèn nó chớp kiểu đó mà không phải con Smiler, tao cũng thấy lạ lắm á. Nãy là rớt. 28. Vậy là từ đầu game đến giờ chưa gặp Smiler luôn. Được à.
Rớt tới. Núp đi. Còn như full đỏ luôn mày ơi. À, full đỏ luôn. Đợt mình chơi là lần đầu đỏ. Lên đây. Đây. Đèn chớp có một bên nè. Mày tính hiệu giả. Tao rất sợ con Milo nha. Mày nhiêu tiền? Tao 390 rồi. Mày lút không? Dụ rồi tao lút cho. Mày giữ gì không nội. Tao càng mà. Mày càng mà tao không được hưởng. Để tao mở cửa. Để tao mở cửa tiếp theo. Rung chân. Rồi, không rồi. Để ý. Trời ơi. Đó còn đúp đó. Còn đó là còn đúp á. Đèn chớp đèn. À không. Con xích. Ơ từ từ. Có cái cửa này. Đi từ từ thôi. Ủa. Tưởng mày bỏ tao rồi. Tao sợ con Milo. Tao vô trọng tao núp đó. Mày nhắm mày núp nổi con đó không? Con đó không núp nổi đâu. Nè cục vàng kìa. Rồi đủ luôn. 35 36 Sợ khúc này nè. Tao cũng sợ khúc này lắm á. Sợ đang chạy cái gì thôi. Đi. Tao còn có nửa cây máu à. Gì bào dữ vậy. Đó. Đi hẳn luôn. Ok. Rồi tao nghe tiếng đèn chớp mày ơi. Thiệt á hả. Rồi. Nhanh. Trời không có tủ. Thằng mày sao mày bỏ tao chết. Mày nói mày nghe tiếng đèn chớp. Ủa sao mày nghe được hay vậy. Tao thấy nhạc lớn nhưng mà cũng nghe được tiếng đèn chớp nữa hả. À không con có tín hiệu giả. Tao đâu có ngờ. Tại tao đang chạy tao để ý cái bóng đèn. Bụng bố mà gán lên. Đèn chớp hả. Ừ. Không có tủ. Chớp nhẹ. Trời ơi. Gì hả. Mày nói đèn chớp. Mày kêu chớp nhẹ. Đi. Để hụt quẹt nữa nè. Ừ. Tao mở cửa tiếp theo á. Coi chừng chết đó nha. Ê hồi nồi nồi nồi. Bùm sao. Ê có lúc bít không. Có gì vậy? Có lúp bít kìa. Sao mày không đưa cái lọ thuốc cho tao? Quên. Tự nhiên cái lụm hết vậy. 47. Ờ tính là hình như con Smiler nó bị hay hới rồi. Nó không còn nữa mày ơi. Không. Có. Có hả? Có. Hồi nãy test có. 49 nè. 50 rồi đó. Có khi phá đảo luôn á. Thôi tao đảo được. Tao lấy máu ok. Đấy đi. Đi vô luôn. Rồi. Nè vô đây mới con. Mệt nè. Chuẩn bị gặp cái con nó xịt khói. Ủa sao có con Blink nữa. Trời. Ủa sao đỡ. Mày để con Blink ấy nha. Rồi. Trời ơi khó ta. Kiểu này phải bán máu rồi đó. Chắc chắn luôn chơi là phải bán máu. Ây da. Ủa. Con figure nó mà đi vô tao là nó chết luôn. Trời ơi tao chết chắc luôn anh ơi.
Fitger đang ở đường giữa. Nhắm mắt đi. Ồ nhắm rồi. Khó vậy. Ây da. Ui da. Mà mơ đủ quá ta. Đây ta lấy tờ công thức. Lấy đi Khang. Chát vậy. Giờ tao mày phải lấy hết chưa? Rồi lấy hết rồi. Ây da. Trời con vít ghê nó đi qua đây nó chết tao. Trời tao còn có khúc máu à. Ôi tao còn một chấm luôn á. Nhắm đi trời, nhắm đi. Nhắm đi. Trời. Tên mở luôn. Trời ơi tao mới lên được tới cầu hang à. Thôi tao đứng này. Nghi quá à, đủ rồi đó. Đứng quá. 3, 6. Ồ không còn cuốn nữa. Nhắm đi. Rớt đèn lên, rớt viết ra đèn lên. Đây 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 đây. Ở đây mở, mắt mở. Từ từ. 3, 6, 7. Mắt nhắm, mắt nhắm. Từ từ. Bắt mở. Rồi 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 từ từ. Bắt nhắm. Ôi tao đứng đây. Ghê quá tao còn con chấm mà. Đụng mở. Nhẹ cái chết luôn á. Rồi. Kiểu này lũi mày ơi. Lũi sao? Mở mắt nhắm. Có con số à lũi được. Vậy mở đi mở đi. Con chuẩn fit girl đó. Rồi ok, đầu tiên là 1. Rồi. 3. Rồi. 7. Rồi. 6. Rồi số cuối lụi đi. Mày đọc nguyên một cái vàng 4 số đầu luôn rồi để đâu nhớ. Ok. Từ từ. 1. 1 1 3 7 1 3 7 6 1 3 7 6 Lụi phụ tao Khang ơi, mày lụi từ 5 trở đi đi, tao lụi từ 0 tới 5, okay. Tới 4 giờ. 1 Ôi đùa trời. Ôi gì vậy? Rồi. Ngồi xuống, ây da. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Cái đường đi đâu, đường đi đâu. Cái chạy chạy ra mua hánh vé. Trời ơi, trời ơi. Đài thù hình gờ con đói bụng. Ôi hình như con Smiler đang chạy qua chạy lại rồi đúng không vậy? Không. Tao chuẩn bị chết bởi con Hunger. Khó phải. Rất khó. À cái con này mày không được mở cửa. Vậy phải làm sao? Để hết rồi mới mở. Nó ghi tao die to Hunger. Nó ghi cái mở cái cửa. Đại thiệt chứ. Khổ quá. Khổ thiệt. Ông mùi qua được cái này cũng là ngon rồi đó. Ê Mai Lơ rồi thấy chưa? Rồi thấy rồi. Rồi thấy Mai Lơ rồi đó. Mai Lơ nó chạy kiểu gì vậy đó? Nó còn đó chạy ảo lắm. Còn xíu nữa là ra đây mua hánh giá là xong xuôi rồi. Được ngã cửa thiên đường rồi đó. Và mình là Miss, nếu mọi người hay nhớ để cho mình like, một đăng ký kênh và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.